Bảo đâu rồi? Tối qua nó vẫn không về hả? Dạ, anh Bảo chắc bận công việc đó má. Nó nói yêu cô. Một hai, nó đòi cưới cô về bằng được. Nhưng không ngờ bây giờ nó lại bỏ bê cô như vậy. Ôi. Anh à, đúng nữa đi. Hôm nay anh là của em đó nha. Nè, sao dành anh Bảo với tôi vậy? Hai em không cần phải tranh giành nhau đâu. Với ai, anh cũng sẽ ở bên cạnh thôi. Được chưa? Anh Bảo là nhất rồi. Ủa má, con nghe nói cái lắc tay này lúc trước là của má đúng không? Chính Gia Bảo đã tặng cho con chiếc lắc này đó. Nhưng mà không phải là má tặng cho anh Bảo, mà là anh Bảo nhặt được cách đây 14 năm ở trước sân nhà mình đó má. Chuyện đã xảy ra lâu rồi, nhưng mà chắc má không thể nào quên đâu ha. Tại chuyện này cũng khá là ấn tượng với má, đúng không má? Cô... À không, em nói như vậy là đang ám chỉ điều gì? Tại sao không nói rõ ra cho tất cả mọi người cùng biết? Thực ra thì không cần phải nói dài dòng làm gì. Em nói ít như vậy thôi, nhưng mà chắc má cũng hiểu là em đang nói gì, đúng không má? Thực ra chuyện này cũng không có gì phải nói dài dòng. Sao má không ăn nữa hả? Đồ ăn của má nguội hết rồi kìa. Đây vậy? Sao em ướt như em vậy? Nè, con không biết chính xác là chuyện gì đã xảy ra,
Nhưng con hiểu suy nghĩ của thằng Bảo. Nó nghĩ cái gì? Con nghĩ má là người hiểu rõ nhất cái chết của bà nội trong đêm đó. Ủa má, con nghe nói cái lắc tay này lúc trước là của má đúng không? Sự thật đó là gì vậy ba? Ba có thể nói cho con biết được không ba? Chuyện này rất là phức tạp. Con không hiểu được đâu. Chỉ cần biết vậy là đủ rồi. Đừng để tâm đến chuyện này, bởi vì con không cũng không làm được nên tốt nhất là good nó đi. Còn vì chuyện hữu nguyện ba muốn nhớ con hướng dẫn giúp đỡ cho em nó nha. Alo, chị Kha đây. Hiện tại giám đốc Hữu Nguyện đang ở đâu? Em gọi anh sang đây có chuyện gì không? Theo tôi qua phòng bên kia nói chuyện.
Em sao vậy? Có chuyện gì hả? Em có một chuyện muốn hỏi anh, nhưng anh nhất định phải trả lời thật cho em biết. Đêm má anh Đạt mất, chỉ có hai chúng ta thôi phải không? Đúng vậy. Thằng Bảo hình như nó đã biết hết mọi chuyện. Chiếc lắc tay mà hồi đó em làm rớt, chính nó đã giữ, và giữ cho tới bây giờ. Cái gì? Em có chắc không? Lúc đầu em không nghĩ là nó đã biết hết chuyện. Em nghĩ là nó tình cờ lượm được chiếc lắc, và nó mang tặng con Lan Anh là để chọc tức em thôi. Nhưng thật sự không phải là như vậy đâu. Qua lời con Lan Anh nói thì em nghĩ là Gia Bảo đã biết hết mọi chuyện rồi. Không thể nào được. Bởi vì đêm đó anh đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng nhiều lần. Mà đêm đó, mà khi chuyện xảy ra, thằng Gia Bảo mới chỉ 12 tuổi. Làm sao mà nó dám ra ngoài một mình trong mưa gió bão bùng? Mà cho dù thằng Gia Bảo nó có chứng kiến được chuyện gì đi chăng nữa, làm sao mà nó nhớ tới tận bây giờ? Khuê, em cứ yên tâm đi mà. Em đừng lo lắng quá. Mọi chuyện không nghiêm trọng như là em nghĩ đâu. Em dám chắc Lan Anh không bao giờ bịa chuyện. Chỉ có Gia Bảo nói nó mới biết được thôi. Anh Tài, nếu chẳng may Gia Bảo nó chứng kiến cảnh giằng co đêm đó thì sao? Và điều em lo sợ nhất là nó biết được mối quan hệ của chúng ta thì biết phải làm sao đây? Còn Lan Anh, em à, Lan Anh, nó còn trong nhà này không? Nó ở trên lầu 2, đang ở trong phòng. Được rồi, để anh đi hỏi nó xem thế nào. Yên tâm đi. Dạ. Sao anh? Giờ cứ đi mà tôi bị nạn của hai người được cứu mà đó hả anh à? Đúng không? Anh tỉnh lại từ lúc nào vậy? Sao anh... anh tỉnh lại khi nào? Trời ơi, trời đúng không? Tôi không làm gì hết.
Hay nói đúng hơn, chúng tôi không hề liên quan tới cái chết của bà ta. Đó chỉ là một tai nạn. Anh hiểu không? Anh đừng nghĩ anh nghe lén được cuộc nói chuyện giữa chúng tôi. Thì anh nói là chúng tôi có liên quan tới cái chết của bà ta. Anh Tài, anh Tài à? Ông tổng giám đốc mà, làm ơn đi. Đừng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đó. Chúng tôi không phải là tội phạm. Tôi lúc nào cũng cười trốn như con cái trong nhà. Tại sao chú lỗi đuôi? Tôi biết chuyện đó chứ. Bà ta cho tôi học lên tới đại học là để xài tôi giống như một tên đầy tớ để phục vụ cho anh. Ban đầu chuyện đó là đương nhiên, cho nên tôi đã dốc hết lòng hết sức phục vụ cho anh, cho gia đình của anh, thậm chí coi đó là nhà của tôi. Nhưng mà đời nào người ta coi tôi là người thân? Có bao giờ anh coi tôi là người thân không? Anh Đạt, làm sao anh có thể hiểu được nỗi khổ nhục cay đắng mà bao nhiêu năm trời tôi phải chịu đựng đây? Để trợ của rợ chú bao năm nay sao? Vậy tôi hỏi anh, bao nhiêu năm trời có bao giờ anh coi tôi, có giây phút nào anh coi tôi là bạn hay không? Vậy nếu không thì sao? Tôi làm ngơ mà tôi nhắm mắt làm ngơ. Nhưng sao tới mà chú gây ra hậu quả? Anh nói cái gì? Sai trái? Tôi làm cái gì mà sai trái hả? Chú, chẳng phải là chú giận dữ với vợ tôi bao năm nay? Để ba tuổi
đây. Má tôi đột ngột đi. Anh không tha thứ. Vậy anh định làm gì tôi? Hả? Anh làm gì được tôi? Anh Tài à, anh định làm gì tôi? Anh báo công an à? Ai tin anh? Hả? Coi anh kìa, đứng còn không vững. Định làm gì tôi? Hả? Thời giận của anh đã hết rồi, chấp nhận đi. Một mình anh thôi. Anh à, tại sao anh không tin em vậy? Anh là, anh ơi, thứ ba, xin phép cho con đưa ba vô phòng. Ba có sao không ba? Không,
sao cũng trở ngoài đi. Con xin lỗi. Nếu như đêm đó con bớt sợ hơn một chút, nếu con biết xử lý mọi chuyện nhanh hơn một chút, thì chắc là bà sẽ không mất sớm như vậy. Dạ có. Đang nói gì? Bà ơi, những gì con dám làm đêm đó chỉ là gõ cửa phòng làm việc của ba thôi. Không được, nếu mình không gọi ba là bà nội sẽ chết. Ai đó? Xin lỗi, xin lỗi ba vì không nói chuyện này sớm hơn. Con thấy hối hận lắm. Với lại con xin lỗi ba, vì con đã lỡ xuất hiện trên đời này. Thằng nhỏ, nó biết hết mọi chuyện rồi sao? Bảo, vừa lòng anh chưa? Đây là điều anh mong muốn mà. Anh đã đạt được mong muốn rồi đó.
chị hai, sao chị ở đây vậy? Ủa, cái gì vậy chị? Bản kế hoạch này tôi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Vấn đề là nằm ở gạo. Kế hoạch bánh mì trắng. Trước đây ba đã từng băn khoăn không biết có thể dùng gạo làm bánh mì được không, nên tôi đã thử nghiên cứu cho vấn đề này. Nhưng mà sao chị lại đưa nó cho em? Tôi chỉ nghĩ ra ý tưởng như vậy thôi. Còn chuyện làm bánh thì tôi không rành bằng cậu. Bây giờ tôi chỉ có thể giúp cậu bằng cách này thôi. Bởi vậy cậu cứ việc theo đó mà làm thử đi, biết đâu có thể cứu vãn được cho nhà máy. Chị hai, đối với ba mà nói, đây là nơi rất đặc biệt. Hơn nữa nó cũng là nhà máy đầu tiên cung ứng sản phẩm cho các tỉnh miền Đông. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm mọi cách để cứu vãn tình hình của nhà máy. Vì nó là một đứa con tinh thần của ba đó. Nói như vậy là chị đã tin tưởng em rồi phải không? Cậu đừng cảm ơn dội. Nếu như cậu không làm được việc này thì cậu đừng trách tôi vô tình vô nghĩa. Lúc đó tôi sẽ tống cậu ra khỏi đây không một chút nhân nhượng. Chính vì vậy cậu hãy cố gắng làm cho tốt. Cậu hiểu chưa? Dạ, em biết rồi chị hai. Em sẽ lấy danh dự của người làm bánh ra, xin hứa là sẽ cố gắng hết sức. Em cảm ơn chị hai đã tin tưởng em. Cái gì? Làm bằng bột gạo hả? Dạ, chính xác nguyên liệu là từ gạo. Trời ơi. Dạ, con mời chú coi qua. Hai chú nghĩ giùm con xem, nếu làm bằng bột gạo thì có khả quan không? Nếu như chọn đúng tỷ lệ giữa bột mì và bột gạo thì có thể. Dạ. Ê Nguyễn, cái điều mà chú lo lắng nhất ở đây đó nha, liệu mà chúng ta làm bằng bột gạo á, lúc mà thành phẩm rồi bánh mì có thơm, có ngon không? Dạ, bánh mì của tiệm mình cũng làm từ bột gạo. Con nghĩ á, nếu mà pha thêm bột gạo vào thì những người quen ăn cơm sẽ dễ ăn hơn. À, nói vậy là chúng ta pha lẫn giữa bột mì với bột gạo, chứ không phải là bằng tất cả 100% là bột gạo đúng không? Dạ. Có điều xài gạo mất nhiều thời gian hơn nhiều, nếu không xử lý nổi là đổ bể đó con. Phương pháp này quá mới mẻ, chúng ta cần phải cân nhắc cho kỹ nha. Có nhất thiết phải liều như vậy không? Dạ, tại vì chị hai đã giao việc này cho con, và chị tin tưởng hoàn toàn vào con, cho nên con nhất quyết phải làm cho bằng được. Nguyễn à. Dạ. Thôi vậy nha con. Dạ. Chú muốn nói với con á về những chuyện ở cái nhà máy á mà con mới nhận được. Thực ra thì trong cái khoảng thời gian mà chú giúp con điều tra về cái nhà máy đó đó, chú mới cảm nhận là hầu như là tất cả mấy người ở dưới á, ai cũng muốn làm khó con hết. Họ nghĩ sao mà họ kêu con nghiên cứu sản phẩm trong vòng một tháng? Đã vậy họ còn kêu con phải giải quyết tình trạng của nhà máy nữa. Rõ ràng là họ đang muốn làm khó con. Đúng rồi đó. Nhưng mà con còn có mọi người mà. Con có chú Mừng, chú Phúc và cả Trà My nữa. Tất cả mọi người cùng đứng về phía con, ủng hộ và giúp đỡ con hết mình luôn. Cho nên chắc chắn con sẽ làm được. Con tin là như vậy đó. Con cũng nghĩ như vậy, nhưng mà con nghĩ thêm là trước tiên chúng ta cần tìm ra tỷ lệ bột, đúng không ạ? Ê, con Trà My này nói đúng nè. Nguyễn, bây giờ vậy, chú sẽ chạy ra ngoài chợ
chú kiếm cái loại gạo nào ngon thì ngon về chúng ta làm thử ha. Nè, dạ, cầm đi. Cảm ơn chú. Tôi đi nha. Dạ. Nếu mà con đã quyết tâm như vậy thì hai chú với Trà My sẽ hỗ trợ cho con. Dạ, con cảm ơn chú, cảm ơn Trà My, con cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ. Bột gạo 500 nha. Dạ. Để cho nó đúng, con coi coi chừng lộn nha. Dạ. Chú ơi chú làm ơn cho con thêm một ít thời gian nữa đi chú. Đợi khi nào mà sản phẩm mới hoàn thành, tới lúc đó chú quyết định vẫn chưa muộn mà chú. Thưa các chú, xin các chú cho chúng tôi thêm một ít thời gian nữa để tập trung cho ra lò làm bánh mới. Nếu đến lúc đó mà mọi người vẫn chưa hài lòng thì chúng tôi xin đền bù mọi thiệt hại. Có vẻ chưa được, không nghe mùi bột gạo ở đâu hết. Đúng là không nghe mùi bột gạo gì hết á. Khô nữa. Nhìn cái bánh bình thường quá, không có gì đặc biệt hơn mấy cái trước. Chúng ta làm lại. Tình hình doanh thu công ty không khả quan, ảnh hưởng tới việc trả lương cho nhân viên. Và việc thứ hai đó là nộp thuế. Tiếp theo là vấn đề việc đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên. Muốn tăng doanh thu bán hàng cần phải có một chiến lược kinh doanh đúng đắn. Ngoài ra chúng ta cần phải đẩy mạnh để cho ra đời nhiều sản phẩm mới, đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng cao. Tiếp đó chúng ta cần phải đẩy mạnh quảng cáo ở những nơi công cộng như công viên, trường học, quảng trường. Điều đặc biệt đó là chúng ta cần phải trả lương đúng hẹn, không được nợ công và phải tích cực tăng lương. Ngoài ra còn phải giảm giờ làm, tạo ra sân chơi lành mạnh để làm giảm áp lực cho nhân viên của mình. Phải
sao mình lại không nghĩ ra chứ? Là quá trình lên men. Cuối cùng cũng đã có cách. Chúng ta vẫn đang trong cuộc họp mà giám đốc. Xin lỗi chị. Xin lỗi mọi người. Chị chủ trì cuộc họp tiếp giùm em nha. Em có việc phải đi rồi. Giám đốc. Giám đốc. Kiểu cách của Hữu Nguyện đúng thiệt là giống hệt ba. Chúng ta tiếp tục cuộc họp. Tâm trí cậu ta lúc nào cũng chỉ nghĩ bánh mì thôi. Mỗi lần nghĩ ra được điều gì là cậu ta lại lập tức tới phòng làm bánh làm ngay, và không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh. Ba, bây giờ thì con đã biết được lý do vì sao ba lại thương Nguyện nhiều như vậy. Nhưng chừng nào thì ba cho các em biết ba đã tỉnh lại vậy ạ? Trời ơi, cái gì mà màu bánh trắng nhách vậy? Liệu có chín chứ con? Dạ, chín rồi đó chú. Mọi người ăn thử đi. Ăn thử đi. Mọi người thấy sao ạ? Mùi vị của bánh lần này rất ngon. Có cả mùi vị của bột mì lẫn bột gạo. Dạ. Đúng rồi, bánh rất là thơm ngon, mùi vị cũng rất là đặc biệt. Nhưng mà sao trắng nhất vậy? Là do đường cát. Tôi lấy đường cát trộn vào bột và kéo dài thời gian lên men. Thiệt như vậy luôn đó hả? Dạ. Nó ngon thiệt. Còn đúng thông minh luôn đó Nguyện. Mà nè. Dạ. Bánh này tên gì vậy? Dạ, tạm thời con cũng chưa nghĩ ra nữa. Có gì con sẽ đặt tên sau. Chú Mừng ơi, mình có thể sản xuất hàng loạt được không chú? Được, chắc chắn. Dĩ nhiên là được rồi, ngon như vậy sao không được? Dạ. Yeah. Dạ thưa các chú, đây là sản phẩm mới của chúng tôi. Tôi đã làm ra loại bánh này dựa trên ý tưởng của Tổng Giám đốc Thành Đạt. Chỉ có điều là màu bánh hơi khác một chút thôi, tại vì có thêm thành phần bột gạo. Chính vì có thêm bột gạo cho nên bánh rất thơm, thành phần dinh dưỡng cũng rất cao nữa ạ. Dạ thưa các chú,
mời các chú dùng thử. Nếu các chú thấy ngon, bên chúng tôi sẽ ưu tiên giao hàng cho các chú trước. Chỉ có điều dạ, xin các chú nhẹ tay cho chuyện lần trước giùm ạ. Dạ, mời mọi người. Có gì khác đâu, cũng như lần trước thôi. Mùi vị cũng như vậy. Đúng vậy đó, có gì khác đâu. Các chú không cảm thấy nó có mùi vị khác biệt hả các chú? Mấy cái bánh trắng nhách này định đem giao cho chúng tôi đó hả? Để bỏ qua cái vụ không giao hàng. Tuần sau nhớ đem theo tiền để đền bù gấp 3 lần nữa nhé. Nếu không thì ra tòa nói chuyện, biết chưa? Tại sao lại phản đối chứ? Con cũng biết nữa. Còn thấy bánh nó rất là ngon, còn ngon hơn là những loại bánh sản xuất trong nhà máy nữa. Ừ, tôi cũng thấy bánh của thằng Nguyễn rất là ngon. Chắc chắn một điều là mấy thằng cha đó hùa với nhau về một phe mới chèn ép thằng nhỏ như vậy. Tôi nói đúng không anh Mừng? Tôi nghĩ nếu mà bọn họ đồng loạt phản đối loại bánh mới của thằng Nguyễn thì chỉ có một khả năng thôi, đó là họ cố tình chống đối. Vậy còn anh Nguyễn thì làm sao hả? Coi như kế hoạch ra mắt sản phẩm mới của anh bị thất bại hả? Vất vả cho anh rồi. Dạ, không có gì đâu anh. Anh hãy nói với các đại lý, đích thân tôi sẽ tới nói lời cảm ơn và lại quả. Riêng anh, tôi sẽ giới thiệu cho anh một chỗ làm thật tốt. Còn giờ, anh hãy tiếp tục theo dõi kế hoạch điều hành nhà máy của thằng nhóc đó cho tôi. Dạ, tôi biết rồi, anh yên tâm ạ. Có tin gì mới, nhớ báo tôi biết liền nha. Dạ, mà khoan anh, có cái chuyện này nè anh. Chuyện gì nữa? Cái vụ bánh mới á. Bánh mới làm sao? Anh nó cũng bình thường thôi anh. Có gì tôi sẽ báo anh sau nha. Ok, bye. Cô nói thẳng ra đi. Thật ra là cô muốn gì? Ý của má là sao? Con không hiểu. Tôi nói tất cả là tại cô. Vì cô mà gia đình tôi mới ra nông nổi nè. Má nói chuyện bữa đó là lỗi của con á hả? Chứ còn gì nữa. Nếu như ngày hôm đó cô không nhắc tới chiếc lắc tay đó thì mọi chuyện đâu có xảy ra như vậy.
Má à, ông bà ta đã có câu: giấy thì làm sao mà gói được lửa, cây kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra. Cho nên là má đừng có nghĩ là che giấu được sự thật. Cô không cầm cái miệng cô lại được hả? Lẽ ra trước đây má nên thú nhận với ba sự thật thì tốt hơn. Lan Anh, cô đang muốn đối đầu với tôi hả? Cô lúc nào cũng cố tình nhắc tới chuyện đó. Cô muốn làm khó tôi hay sao? Mới chỉ có như vậy mà ba đã lo sợ rồi hả? Cô dám? Mới chỉ bắt đầu thôi mà má. Câu chuyện á còn có rất là nhiều tình tiết hấp dẫn đó má. Nếu mà má quên thì để con nhắc cho má nhớ nha. Chuyện xảy ra cách đây cũng 14 năm trước rồi. Lúc đó con còn sống ở Tây Ninh á. Có người á đã bỏ tiền ra thuê ba con bắt cóc má Hữu Nguyện. Câu chuyện này có đủ hấp dẫn không má? Chưa kể đến chuyện má sai xã hội đen đến hăm dọa, bắt ép còn phải nghỉ việc. Đây là câu chuyện sẽ khiến người ta chú ý nhiều hơn. Nếu mà con tiết lộ chuyện này ra thì có ít nhất hai người sẽ gặp phiền phức đó. Cô nên nhớ, những lời nói suông chỉ chuốc họa vào thân thôi. Cô đừng nghĩ là cô đe dọa được tôi. Con có đe dọa gì má đâu. Mà con cũng đâu có tính báo công an đâu. Chuyện này nhỏ thôi mà. Con chỉ cần kể tất cả chuyện này cho thành viên trong gia đình mình nghe là được rồi. Cô, người ngoài có là cái thá gì đâu má. Cô. Nếu con kể hết chuyện này cho ba nghe thì má nghĩ xem ba sẽ phản ứng như thế nào. Và chuyện này có khiến cho con đủ trở thành con dâu nhà họ Trần hay không? Con nghĩ chắc là đủ ha. Thank you.
Cô đừng có quá đáng như vậy. Chẳng lẽ bây giờ cô dám làm chuyện đó với tôi? Nếu mà má không tin thì cứ chờ đi. Má có biết tại sao ba con phải đi tù không? Là chính con báo cho công an về tội bắt cóc của ba ruột con đó. Ba con mà con còn đẩy ông đi tù được thì má là cái thá gì? Cho nên má đừng có thách thức con. Cô đúng là một kẻ thủ đoạn đáng sợ. Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi? Má về hưu được rồi đó. Cái gì? Con nói là má cũng có tuổi rồi, má nên về hưu đi. Cô nói cái gì? Nói thẳng ra, con cũng chỉ muốn má làm một điều, là rời khỏi cái chức bà tổng giám đốc công ty cổ phần bánh kẹo Thành Phát. Sau này mọi chuyện về đối ngoại liên quan đến danh tiếng và lợi nhuận gia đình, má cứ để cho con lo. Cho tới giờ này mà trưởng phòng Gia Bảo vẫn chưa xuống phòng nghiên cứu hay sao? Dạ, tôi vẫn chưa thấy trưởng phòng Gia Bảo xuống. Kể cả không có ý tưởng nào được gửi xuống à? Dạ chưa. Thôi được rồi, ra ngoài đi. Dạ. Tại sao chú vô phòng tôi mà không gõ cửa? Chú đã gõ cửa mà tại con không nghe thấy. Từ khi nhận chức trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, hình như chưa bao giờ con bước xuống tới phòng nghiên cứu, đúng không? Gần đây có quá nhiều chuyện khiến cho tôi bị nhức đầu. Nếu vậy thì sao chứ Gia Bảo à? Chẳng lẽ con ngồi yên một chỗ mà có thể thắng được thằng Hứa Nguyện hay sao? Có những chuyện con phải tự mình làm, chú không thể nào giúp đỡ con hết được. Con phải chứng tỏ cho mọi người thấy con có nghiên cứu sản phẩm mới, có tư duy làm việc, con hiểu không? Nói cho tôi nghe, lý do tại sao chú lại giúp tôi leo lên cái chức giám đốc làm gì? Chú đã là trợ lý của ba tôi gần 40 năm mà còn làm phản được.
Vậy thì tại sao tôi phải nghe lời chú? Tại vì ba con không ngó ngàng tới con, chỉ muốn giao hết mọi việc cho thằng con Quang đó. Chú đừng có đem tôi ra làm cái cớ. Mục đích chú giúp tôi leo lên cái chức giám đốc chẳng qua là muốn thâu tóm công ty này thôi. Nói như vậy có đúng tâm trạng của chú không? Không, không phải là như vậy. Con nghĩ sai về chú rồi. Chú làm tất cả mọi chuyện là vì con. Chú muốn thấy con thành công. Ai cần tôi thành công hay không liên quan gì tới chú? Chú tưởng chú là ba của tôi hả? Gia Bảo, chú làm ơn đừng có tự tưởng tượng nữa. Gia Bảo, Trần Gia Bảo luôn luôn là con trai của Trần Thành Đạt. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu có ai phản bội lại ba tôi, có nghĩa là phản bội lại tôi. Chú hiểu chưa? Bảo, đám cưới chắc vui hả? Xin lỗi nha, tại bữa đó tôi bận công việc cho nên không tới tham dự được. Sau đó còn bận biết bao nhiêu công chuyện của nhà máy nên giờ mới hỏi thăm được. Cậu sao vậy? Một cái chuyện gì hả? Cậu sao vậy Bảo? Bảo à, Bảo. Anh Nguyễn, dạo này em thấy tâm trạng với biểu hiện của trưởng phòng Gia Bảo không được tốt cho lắm. Là sao? Dạ, kể từ khi anh lấy vợ xong á, đêm nào anh cũng đi ba. Đã vậy mấy cuộc họp ở trong công ty á, anh cũng không tham gia. Dạo này thằng Bảo nó kỳ lắm. Nó cưới Lan Anh về, xong nó toàn bỏ đi đâu không à. Nó không có vô công ty làm việc thì cũng đi ba, hay là đi đâu đó chứ không có về. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chị ở trong nhà chắc hẳn là phải biết hả? Chị cũng không biết nữa. Bây giờ có hỏi hai tụi nó cũng không có chịu nói gì đâu. Mình không hối hận, không được hối hận. Dù có xảy ra chuyện gì cũng không được hối hận, không hối hận. Đúng là gan cùng trời. Cô nghĩ cô là ai mà dám khiêu chiến với tôi? Cô nghĩ cô đủ sức hạ bệ tôi à? Đồ ranh con không biết liêm sỉ. Tiền tôi trả đủ hết rồi nghe. Mọi ngon ha. Đừng có nghĩ là tôi xỉn rồi ngày mai là nói là tôi chưa trả tiền nghe. Nghe không? Ê, có chừng té.
Sao giờ này Lan Anh còn xuống tầng đây? Lan Anh đi bằng gì vậy? Mình đi bằng taxi. Dạo này nghe nói Bảo hay nhậu nhẹt lắm. Có chuyện gì vậy? Có gì Nguyện để mắt tới ba Lan Anh dùng Lan Anh nha. Đương nhiên rồi, Lan Anh đừng có lo. Dạo này chú cũng bớt bớt rồi. Vậy hả? Chú chịu khó đi làm hơn. Tính tình chú cũng thay đổi chút chút. Bây giờ chú cũng không uống nhiều rượu nữa. Uống thì cũng uống chừng mực chứ không như hồi xưa. Nếu vậy thì tốt rồi. Thôi Lan Anh đi trước nha. Khoan đã, Lan Anh về một mình như vậy có được không? Nguyện đừng lo cho Lan Anh. Dĩ nhiên là được rồi, Lan Anh không sao đâu. Lan Anh đi trước nha. Lan Anh à, mình đã đi theo Lan Anh từ nhà tới tận đây rồi. Mình biết Lan Anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ, cố giấu giếm nỗi lòng. Tại sao là như vậy? Chẳng phải mình đã nói rồi, Lan Anh phải cố gắng sống thật hạnh phúc sao?
Trần Thành Đạt, không phải là tao ác với mày, mà tại số phận bắt buộc tao với mày phải đối đầu với nhau, phải một sống một còn. Gia Bảo nhất định phải ở trên ngôi cao nhất, phải được tất cả mọi người kính trọng, phải là người thành công. Say quá nên nó nói bậy, anh bỏ qua cho nó nha. Nó là em của mày hả? Dạ, dạ phải. Anh thông cảm nha, tôi xin lỗi nhiều. Thôi xin lỗi là được rồi, anh bỏ qua đó. Dạ. Nè, theo tôi đến chỗ này. Ra. Đi theo tôi. Làm gì tôi hả? Làm cho cô tỉnh ra đó. Thằng khốn. Tại sao cậu lại trở nên như vậy hả? Tôi đã cố gắng quên đi quá khứ của mình, cố gắng học hỏi để đứng lên bước tiếp. Còn cậu, còn thiếu thốn cái gì, còn mất mát cái gì mà trở nên như vậy hả? Nếu không sống như vậy thì tôi không thể chịu đựng được. Tại sao không chịu đựng được? Từ nhỏ cậu đã ăn sung mặc sướng, cậu có đủ cả ba lẫn mẹ, cậu có cả công ty Thành Phát, và mới đây cậu còn có cả Lan Anh nữa. Còn tôi, tôi không có tất cả những thứ quý giá đó, nhưng tôi vẫn sống mà. Bà, công ty, Lan Anh, tôi làm gì có được những thứ đó. Tôi chưa từng một lần có được những thứ đó. Tôi không sở hữu được cái gì hết. Chính vì vậy tôi cảm thấy mình không chịu đựng được. Cậu có hiểu không? Cậu đừng có vô dụng như vậy nữa được không? Đồ khốn kiếp! Cậu tỉnh lại đi. Cậu đã trưởng thành rồi, cậu đã kết hôn rồi, cậu phải làm sao để bảo vệ được gia đình nhỏ của mình chứ. Hơn nữa, vòng thi thứ ba của chúng ta vẫn chưa kết thúc mà. Cậu nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Đây là đề thi vòng 3 mà chính thầy của chúng ta đã đề ra đó. Có một điều mà cậu vẫn chưa biết, đó là trước khi rời khỏi thế gian này, người mà thầy của chúng ta nhắc tới chính là cậu đó, Minh Quân.
Thầy đã dặn tôi là phải yêu thương và bảo vệ đứa em duy nhất của mình. Dù thế nào tôi cũng không bỏ cậu đâu. Vẫn còn kịp mà Gia Bảo, chúng ta sẽ cùng nhau làm. Anh em mình sẽ cùng nhau làm cho Gia Bảo. Hai chị, à má, nếu con nhớ không sai á thì chiều nay má có hai cuộc hẹn. Một cuộc hẹn đi gặp bà Phượng, thì để con đi thay má nha. Tại vì con thấy bình thường má cũng vất vả rồi, chăm sóc cho ba như vậy chắc má cũng mệt lắm rồi. Má cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng bận tâm đến chuyện ở ngoài nữa. À, chiều nay con có hẹn người giúp việc đó, tới nhà mình làm thử một tháng. Nếu mà má cảm thấy ổn thì mướn người ta luôn. Má thấy có được không má? Lan Anh à, em là thành viên mới trong gia đình, nếu như mà cứ ôm đồm một lúc nhiều việc như vậy cũng không phải là hay đâu. Còn má nghĩ sao? Má cũng nghĩ giống như chị hai hả má? Sao cũng được, tôi không rảnh đâu mà quan tâm tới mấy chuyện này. Nếu như cô cảm thấy thích thì cứ tự ý mà làm. Tôi không ăn nữa. Má, hai chị cũng ăn đi, kẻo trễ giờ làm đó. Thank you.
Nè Hữu Nguyên. Gì hả Minh Quân? Anh làm bằng cách nào vậy? Những thứ thuộc về anh gần như tôi đã cướp hết. Vậy mà anh vẫn cười được. Tôi cướp ba của anh, cướp nhà của anh. Tôi đuổi anh ra khỏi công ty. Tôi còn cướp luôn cả người yêu của anh. Vậy sao anh vẫn còn cười được? Tâm hồn của anh quá thánh thiện. Vì anh là một kẻ ngu ngốc hay anh là người vô cảm? Vô cảm gì chứ, tôi cũng là con người mà, cũng có hỉ nộ ái ố chứ bộ. Đâu phải là tôi không biết giận, không biết buồn. Dĩ nhiên tôi cũng cảm thấy rất đau khổ khi bị cướp hết tất cả mọi thứ. Nếu vậy sao anh vẫn có thể vui vẻ? Vì chúng ta vẫn phải sống tiếp mà, vui hay buồn thì chúng ta cũng phải sống. Đâu phải ngày hôm nay tồi tệ, ngày hôm nay chúng ta thất bại là cuộc đời của chúng ta đặt dấu chấm hết đâu. Vậy thì tại sao chúng ta không vui vẻ sống trọn vẹn một ngày chứ? Hữu Nguyện à, cho dù tôi có sống thêm 100 năm nữa, tôi cũng không thể hiểu nổi loại người như anh. Dạo đi. Qua đó ngồi đi. Bà Dung sao rồi? Tôi đã tìm nhưng mà không có thấy. Nhưng mà dạo gần đây hành tung của bà Dung có nhiều điều bí ẩn. Tôi biết hành tung của bà Dung rất bí mật. Bác sĩ Dương là bảo vệ của bà ấy, thêm đại diện giám đốc Duy nữa. Hình như bọn họ đang âm mưu một chuyện gì đó. Đúng là như vậy. Đây mới chính là thời điểm quyết định. Ai nhanh hơn người đó sẽ thắng. Vì vậy bằng mọi giá, anh phải đem về đây cho tôi bà Phạm Thùy Dung. Nhớ, đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Rõ chưa? Tôi biết rồi. Được rồi, đi đi. Bảo. Ông đó làm gì ở đây vậy? Một người quen thôi. Mới sáng sớm con tìm chú có chuyện gì không? Ngồi đi. Tôi tính triển khai nghiên cứu sản phẩm mới từ hôm nay.
con đổi ý rồi sao? Tôi đâu thể khoanh tay không làm gì để cho cái thằng Nguyễn đó nó gạt ra. Thua ai chứ thua cái thằng đó thì không thể chấp nhận được. Nhưng muốn làm thì phải có tiền. Trình lên công ty phải mất 2-3 tuần mới cầm được tiền trong tay. Vậy thì không kịp. Cho nên... Chú hiểu ý con rồi. Con đang cần tiền để nghiên cứu sản phẩm mới đúng không? Đúng rồi. Được. Chú sẽ giúp con. Chỉ cần con muốn là được. Bằng mọi giá, con cứ hạ gục thằng Nguyễn đó đi. Còn mọi chuyện còn lại để chú lo. Ủa? Dạ con chào chú. Chú làm gì ở đây vậy chú? Chú tới đây có công chuyện. Dạ. Cái loại bánh mà hôm bữa đó, cái bánh gì mà cậu mới làm đó? Dạ, bánh mì trắng. Phải rồi, bánh mì trắng đó. Cậu tính chừng nào giao bánh đó? Dạ, sao chú? Dạ, vậy là trước tiên là tôi sẽ bán thử trong vòng một tuần. Rồi nếu như bán chạy thì tôi sẽ bán tiếp luôn. Còn không tôi sẽ trả. Nhưng mà bên cậu phải đền bù gấp 3 lần hợp đồng. Cậu tính sao? Dạ, thiệt hả chú? Ừ. Dạ được, tất nhiên là được rồi. Hàng này có sẵn, con sẽ giao liền. Dạ, con cảm ơn chú. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Rồi cứ vậy nhé. Chào mọi người. Dạ alo, anh cần gì ạ? Bánh mì trắng hả anh? Dạ anh đợi một lát đem báo giá cho anh. Alo. Dạ, dạ đúng rồi. Công ty chúng tôi sản xuất bánh mì trắng. Dạ. 20.000 cái hả? À dạ 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 dạ. Sẽ có 20.000 cái cho nhà hàng của chị trong tuần này. Dạ, dạ dạ. Tới đây em. Alo. Dạ, dạ chị. Là cái gì đây? Dạ, công thức làm bánh mới của xưởng mình đó chú. Rồi tính làm cái gì? Dạ, thì còn làm gì nữa, mình làm bánh thôi. Chứ không phải các đối tác đã đều lắc đầu hết rồi sao? Dạ, chuyện đó thì chú khỏi cần lo. Cái đó con sẽ lo, chú chỉ cần cho nhà máy chuẩn bị hoạt động lại là được. À, chú Mừng và chú Phúc từ nay sẽ lo về khâu tuyển chọn nguyên liệu nha. Chú Phúc, chú làm tổ trưởng tổ nguyên liệu nha. Cái gì? Tổ trưởng luôn hả? Dạ. Dữ à. Chú Thuận, chú đã làm ở nhà máy này gần 20 năm rồi còn gì. Gắn bó gần 20 năm chứng tỏ chú cũng thích làm bánh và cũng lưu luyến nhà máy nữa. Trước sau gì thì cái chỗ này cũng tiêu thôi. Chính vì vậy nên con mới muốn cùng chú cứu nó. Nhà máy này là niềm hy vọng, là thể diện và là niềm tự hào của ba con. Cho nên con nhất quyết phải giật dậy nhà máy này tới cùng. Con hy vọng là chú sẽ hết lòng giúp con. Thưa mọi người, tôi xin thông báo, nhà máy của chúng ta từ nay sẽ sản xuất bánh làm từ bột gạo. Và loại bánh này có tên là bánh mì trắng. Cũng kể từ ngày hôm nay, lương của mọi người cũng sẽ được tăng. Trời đất ơi, tăng luôn. Ủa, đã vậy? Đã vậy? Con nha, con nha. Và nhà máy của chúng ta cũng sẽ từ từ được sửa chữa, để mọi người có một không gian làm việc thoải mái nhất. Rất mong mọi người cố gắng hết sức
cùng tôi đưa nhà máy trở lại được như trước kia. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Kể từ nay, rất mong mọi người hãy cố gắng hết sức. Cố gắng! 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 Cảm ơn mọi người. Tôi đi. Công việc của trưởng phòng Gia Bảo tiến hành tới đâu rồi? Anh mới hả? Cần thêm một ít thời gian nữa. Hữu Nguyện, nó đã cho ra đời loại bánh mới. Đơn đặt hàng cũng đã tăng lên gấp đôi trong vòng một tuần. Tôi có nghe chuyện đó rồi. Nhưng mà Bảo à, chúng ta không còn thời gian nữa. Chỉ trong vòng 10 ngày tới là có cuộc họp với ban giám đốc rồi. Nhưng không thể vì vậy mà nhắm mắt làm liều được. Là một người làm bánh, tôi không chấp nhận việc này. Thôi được, vậy con cố gắng trong vòng một tuần nữa nha. Ráng làm cho xong đó. Sao vậy trưởng phòng? Bánh của anh đã làm xong rồi mà sao anh không báo cho chú Tài biết? Loại bánh này tôi làm ra không phải để dành cho ông ấy. Hữu Nguyện. Dạ, con chào mấy chú. Chào cháu cậu. Dạ chú. Tôi nghe nói bánh mới ngon lắm hả? Chắc là nhiều đơn đặt hàng lắm. Dạ, cũng nhờ mấy chú giúp đỡ mà con đã vực dậy được phân xưởng 13. Cảm ơn mấy chú nhiều lắm. Công nhận Hữu Nguyện nó giỏi thiệt nha. Chưa đầy một tháng mà nó làm tất cả mọi chuyện. Tụi chú không phục cháu dữ lắm á. Phải đó. Đúng như câu hổ phụ sanh hổ tử. Cháu, cái tài võ của cháu y chang như cha cháu ngày xưa vậy. Dạ con cảm ơn chú. Nhưng mà con cũng còn dở lắm, cũng phải nhờ mấy chú chỉ giúp nhiều. Con cảm ơn mấy chú nhiều lắm. Cảm ơn mấy chú. Thôi đi ha. Đã đến mức này rồi, chúng ta không thể nào để yên được nữa. Cứ theo cái đà này, thằng Gia Bảo con của chúng ta dám thua thằng con quan đó lắm. Khuê, Khuê, em có nghe anh nói không? Có, anh nói đi. Em làm sao vậy?
Lại có chuyện gì sao? Kể từ ngày hôm đó, em không còn gặp anh ấy nữa. Hay là anh không muốn gặp em? Thậm chí còn không thèm tức giận. Bây giờ em không biết anh nghĩ gì trong đầu. Khuê, đây đâu phải là lúc em nghĩ về hắn ta đâu. Vậy bây giờ em nên nghĩ gì đây? Thằng Bảo, con của chúng ta, nó đang ở trong thế kẹt. Chỉ còn vài ngày nữa là tới cuộc họp rồi, mà nó vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng nào cho sản phẩm mới hết. Anh Tài à, chúng ta dừng lại đây đi có được không? Chúng ta dừng lại đây đi có được không? Em vừa nói gì? Chỉ là bây giờ em cảm thấy mệt mỏi, thật sự mệt mỏi lắm rồi. Khuê à, sao bỗng dưng em lại nói như vậy? Sao em lại muốn dừng lại? Em có hiểu mình đang nói gì hay không? Nghe lời anh, ráng một chút nữa thôi, ráng một chút nữa thôi thì thằng Gia Bảo, con của chúng ta, sẽ có được công ty đó. Anh nói em nghe đi, giả sử chúng ta đạt được như vậy rồi, thì tiếp theo sau đó mình sẽ làm gì? Sao bữa nay em nói cái gì lạ vậy? Không phải em đã từng hứa với anh, chừng nào thằng Gia Bảo kế thừa công ty Thành Phát thì lúc đó chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Và lúc đó em sẽ mãi mãi là người phụ nữ của anh, đường đường chính chính. Chúng ta sẽ ở bên nhau hưởng những ngày hạnh phúc còn lại. Không lẽ chỉ vì như vậy mà anh dấn thân vô chuyện này hay sao? Nếu không vì vậy thì anh làm mọi chuyện để làm gì hả Khuê? Cuộc đời của anh chưa bao giờ có được những thứ mà anh muốn, cho nên anh muốn là thằng Bảo, con của chúng ta, phải có được những thứ mà nó muốn, em hiểu không? Nó xứng đáng được hưởng những điều đó. Rồi sau đó em sẽ quay về bên cạnh anh. Khuê, em là lẽ sống của đời anh, em hiểu điều đó mà Khuê. Anh Tài, em xin lỗi anh. Em thành thật xin lỗi anh. Nhưng nếu không phải là người đó thì là không được. Nếu không có người đó thì em sẽ không sống được. Anh ấy là lẽ sống của em. Em thật thật xin lỗi anh. Chừng nào tới giờ họp? Anh sẽ tới đón em. Còn bây giờ em nghỉ ngơi đi. Thank you.
Dạ chào anh. Tôi nghe đi. Được, cứ làm theo những gì tôi sắp xếp đi. Tôi sẽ đến ngay. Đi đi. Dạ. Anh à, anh chưa ngủ hả? Để em dìu anh về phòng rồi pha ly sữa nóng để anh uống cho dễ ngủ nha. Anh à, anh đừng đối xử với em như vậy được không anh? Anh à, em biết lỗi của em rồi. Em sai rồi, sai nhiều lắm rồi. Em sẽ sửa đổi, em sẽ thay đổi mà. Em sẽ không làm cho anh đau lòng nữa đâu. Cứ im đi. Nghĩ cớ dũng. Tôi cũng không muốn nghe. Tôi em xin lỗi anh, em xin lỗi anh mà. Buông ra. Bây giờ tôi để cô ra. Tôi không có chút sức lực nào hay sao? Cô nuôi lòng thủ hẳn dài dẫn suốt hai mươi mấy năm trời mà thì giờ còn chút nữa thôi. Cô vợ hắn ta được mục đích rồi đó. Đừng tội nghiệp tôi. Tôi tự biết lo thân mình. Buồn ghê. Anh à, không bao giờ em muốn làm cho anh đau lòng. Không bao giờ em muốn làm điều đó hết.
ngay từ đầu. Tao đã biết mày không dễ dàng nghe lời tao như vậy rồi. Thật uổng khi tao trả tiền diễn phí cho em của mày. Trả ơn tao như vậy đó hả? Số tiền mà ông đưa cho tôi không xài của ông một đồng nào hết. Còn người giúp em gái tôi là một người khác. Tao cũng đang muốn biết người đó là ai. Ai khiến mày phản bội tao như vậy? Thằng Nguyễn hay thằng Đạt? Đưa nó ra ngoài. Đâu rồi? Alo, tôi đây. Giám đốc à? Giám đốc đang chờ ông ở bên trong. Ủa, Hoài Nam. Dạ. Sao còn xuống đây giờ này vậy? À, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Việc quan trọng hả? Là việc gì vậy? À, tổng giám đốc tỉnh lại rồi. Ba tôi tỉnh rồi hả? Dạ đúng rồi. Tổng giám đốc sai tôi xuống dưới đây để đón cậu về nhà. Đúng rồi. Về. Phải về chứ. Dạ. Nhưng mà chờ tôi chút nha. Tôi phải báo cho Đức biết. Khoan đã. Đừng cố báo. Ủa sao vậy? Tôi phải báo cho Đức biết. Tại vì lỡ có chuyện gì còn... Tại vì tổng giám đốc nói là chuyện này không nên nói cho người ngoài biết. Chỉ muốn gặp riêng cậu thôi. Tôi hiểu rồi. Đi liền. Dạ. Mình đi liền. Thì ra tất cả những chuyện này là do anh bày ra sao? Phải. Ngay cả việc anh bị đột quỵ cũng là anh giở trò để dụ tôi sao? Chuyện tôi đột quỵ là thật. Có điều không may mắn là tôi tỉnh sớm hơn vui. Anh làm như vậy để làm gì? Bởi vì tôi muốn biết sự thật. Và tôi
cũng muốn biết chú đang âm thầm chuẩn bị những kế hoạch gì để chống lại tôi và công ty này. Vậy chắc bây giờ anh đã biết những thứ anh muốn biết rồi chứ? Phải, đương nhiên. Bây giờ tôi cho chú hai lựa chọn. Một, chú ra sân bay và rời khỏi Việt Nam ngay lập tức. Hai, tôi cùng chú tới công an tự thú. Nếu chú chọn lựa chọn thứ nhất, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho chú, nhưng với một điều kiện. Từ giờ cho tới chết, chú không được quay trở lại. Anh lấy cái quyền gì dám tống cổ tôi ra khỏi đây hả? Chỉ đó là cách duy nhất để tôi bảo vệ hai đứa con trai của tôi. Thôi được, tôi cũng có hai sự lựa chọn dành cho anh. Chú nói vậy là sao? Tôi nhắc lại cho anh nghe, tôi cũng có hai sự lựa chọn dành cho anh. Một là cái công ty này, hai là Phạm Hữu Nguyện. Anh chọn đi. Ủa nè, cậu có lộn gì? Đường này đâu phải về nhà ba tôi. Tôi xin lỗi, tôi chạy lộn đường. À, không sao đâu, lên kia cậu quanh đầu lại cũng được. Dạ. Gọi gì không biết nữa. Alo, nhà máy Thành Phát, phân xưởng số 13 xin nghe. Tôi đây. Dạ, con chào tạm giám đốc ạ. Hữu Nguyện đâu? Dạ, anh Hữu Nguyện ạ. Dạ, anh đi xuống dưới kho kiểm tra hàng hóa rồi tổng giám đốc ạ. Chắc không, tôi điện hoài không được. Dạ, anh Hữu Nguyện, anh để quên điện thoại trên bàn làm việc rồi ạ. Dạ bây giờ tổng giám đốc chờ con chút xíu, con chạy đi kiếm ảnh rồi con gọi cho chú liền ạ. Thôi, không cần đâu. Cảm ơn cậu. Dạ.
bây giờ chỉ chú mới chọn lựa thôi. Hãy quyết định đi. Ra sân bay ngay lập tức. Hãy tới công an. Trần Thành Đạt. Trần Thành Đạt, anh dám đuổi tôi hả? Thời gian qua tôi cống hiến cả cuộc đời này cho anh, tôi làm hết sức mình cho anh, vậy mà anh đối xử với tôi như vậy sao? Thôi. Chính vì tôi đã nhượng bộ chú, đã nhẫn nhịn chú nên mới ra cớ xử như ngày nay. Đáng lẽ tôi cứng rắn hơn thì mà tôi không mất một cách quan uổng. Bảo nhà Nguyễn không đau khổ dằn vặt đi bao nhiêu chuyện, chú gây ra cho tội đó. Mỗi nhanh đi lựa chọn nào. Lên xe đi. Anh Nguyễn ơi, đâu đây chú? Chú gặp anh Nguyễn không chú? Dạ, con đi kiếm anh. Dạ mời tổng giám đốc. Cảm ơn cậu rất nhiều. Không có gì đâu thưa tổng giám đốc. Câu cảm ơn này là tôi nói với ông mới phải. Nhưng mà tiếc quá, tất cả sổ sách bằng chứng chúng ta vẫn chưa
có được. Tôi đã mở được két sắt trong ngăn kéo đó, nhưng mà không có gì trong đó hết. Không biết là ông ta có còn giấu chỗ nào không nữa. Thôi được, tôi hiểu, không sao đâu. Dạ, chào ông. Cậu à, tôi để quên một số đồ ở công ty, có thể cho tôi quay lại lấy được không? Không được. Tôi xin cậu, làm phiền cậu, làm phiền mấy cậu, cho tôi quay lại lấy đi. Bởi vì sau đêm nay tôi sẽ không trở lại đó nữa rồi. Mà những thứ đó thật sự rất quan trọng đối với tôi. Cậu à, chỉ cần 10 phút thôi, chúng ta sẽ đi liền. Alo. Dạ, xin chào, tôi là trợ lý Đức, trợ lý của sếp Nguyện. Tôi gọi lại cho tổng giám đốc à. Tôi là trưởng phòng Trần Gia Bảo. Dạ, chào trưởng phòng ạ. Không biết tổng giám đốc còn ở đó không anh? Giờ này làm sao có tổng giám đốc ở đây được? Dạ, vừa rồi tổng giám đốc có gọi cho tôi bằng số điện thoại này. Giờ tổng giám đốc đã đi rồi ạ? Tổng giám đốc đã về rồi. Mà có chuyện gì? Dạ, hồi nãy tổng giám đốc có gọi cho tôi để tìm sếp Nguyện. Tôi cứ tưởng sếp đi đâu đó trong nhà máy, cho nên tôi đã trả lời với tổng giám đốc là sếp Nguyện vẫn còn ở đây. Nhưng mà tôi đã đi tìm rồi mà không thấy sếp đâu, cho nên tôi gọi điện thoại lại để báo cho tổng giám đốc biết. Vậy sao? Lúc đi sếp không có nói tôi tiếng nào hết. Bình thường thì anh không có như vậy. Chuyện này có gì đó hơi kỳ lạ. Dạ, chào anh Bảo. Anh chưa về hả? Một người bảo vệ của nhà máy cho biết lúc nãy có nhìn thấy thư ký Hoài Nam chạy xe hơi tới đón sếp đi. Cái câu này tôi phải hỏi anh mới đúng. Dạ. Tại sao giờ này anh còn ở đây? Dạ. Làm thêm giờ hả?
Dạ, làm thêm giờ. Vậy cho tôi biết giám đốc Hữu Nguyện hiện đang ở đâu. Dạ à, anh họ sếp Nguyện hả? Sếp, chuyện này em nói nhanh đi. Anh vừa mới đến nhà máy đón anh ta đi. Vậy hiện giờ anh ta đang ở đâu? À, dạ cái vụ này em. Anh chết hả? Em tại đâu? Ông ở trên sân thượng. Gọi công an đi. Dạ. Được rồi. Mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo. Ân quán sẽ được giải quyết tại đây. Chú muốn cái gì? Tại sao lại dụ tôi tới đây hả? Đáng lý ra mấy chục năm về trước tao không nên tha cho mẹ của mày. Từ bây giờ cho đến chết cô phải trốn cho thật kỹ. Đừng bao giờ để cho tôi trông thấy cô và đứa bé nữa. Dạ. Và nhớ, không bao giờ được bén mảng tới gần anh Đạt. Nếu cô không giữ lời thì cô và đứa bé này đừng trách tại sao tôi không nương tình. Cảm ơn anh. Nội ơn anh. Cảm ơn anh. Đáng lý ra tao không nên lưỡng lự. Nếu như tao biết được mày chính là chướng ngại vật lớn nhất trong cuộc đời của tao thì tao đã không mềm lòng tha cho mày hết lần này tới lần khác. Nè, ông định làm gì? Nếu như ngày hôm nay mà tao lưỡng lự nữa thì chết tao sẽ không nhắm mắt. Ông điên rồi hả? Buông ra. Ông định làm gì hả? Tao định làm gì hả? Tao muốn mày phải chết chung với tao. Tất cả là lỗi của mày. Tất cả là do mày đã có mặt trên cõi đời này. Cho nên mày đừng oán trách tao. Ông điên rồi. Ah!
Chúng tôi nhận được điện báo, ở đây đang xảy ra một vụ đánh nhau rất là nghiêm trọng, có đúng không? Nhưng ai báo cáo cho anh? Là tôi đi. Ông điên rồi. Tại sao là lỗi của tôi chứ? Tôi thì có liên quan gì tới cuộc đời của ông? Nếu như không có ông thì có lẽ bây giờ tôi và Gia Bảo đã có cuộc sống vui vẻ và bình yên rồi. Ông có hiểu điều đó không hả? Cái thế giới tươi đẹp mà mày vẽ ra sẽ không bao giờ có thật trên đời này. Tại sao mày biết không? Bởi cuộc sống là một cuộc chiến. Nếu như mày chiến thắng thì Gia Bảo sẽ thua. Và nếu như mày đứng nhất thì chắc chắn Gia Bảo sẽ đứng thứ nhì. Vậy ta hỏi mày, làm sao cả hai có được hạnh phúc? Không bao giờ có. Ông im đi, ông đã sai rồi đó. Một người có được thứ gì thì người khác đồng thời sẽ mất đi thứ đó. Nếu một người có được quyền lực, đồng thời người khác sẽ bị khinh bỉ. Vì vậy trong cuộc sống này, nếu không có chiến thắng thì sẽ không có ý nghĩa gì hết. Nè, ông đừng có ngụy biện. Tất cả những gì ông nói đều là ngụy biện do hành động của ông thôi. Tao nói cho mày biết, tao không muốn thằng Gia Bảo phải sống một cuộc sống như tao. Bởi những gì tao không có được, tao muốn thằng con tao phải có được. Tao không muốn Gia Bảo phải thua thiệt kẻ khác. Tao sẽ làm tất cả vì Gia Bảo, kể cả phải chết. Dạ. Ông điên rồi. Ông thật sự đã điên rồi. Nhưng nếu tao chết, Nếu tao chết tao phải lôi mày chết theo. Bởi vì mày chết rồi, mày chết rồi thì thằng Gia Bảo mới có được hạnh phúc. Thì thằng Gia Bảo mới có được hạnh phúc. Keep